Cây kim là một vật dụng rất là quen thuộc trong mỗi gia đình của chúng ta. Cây kim may vá đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước. Tổ tiên của chúng ta ngày xưa đã dùng kim bằng xương cá, bằng tre vót nhọn để mà khâu vá quần áo hoặc là buộc gia thú. Nhưng kim thép, thứ mà chúng ta đang dùng ngày nay, thì lại là một sản phẩm của nền công nghiệp hiện đại. Việt Nam đã sản xuất được cây kim hay chưa? Cái câu này thì nó từng lan truyền như một lời châm biếm, nó không hẳn là đúng tuyệt đối về việc Việt Nam không sản xuất được cây kim, nhưng nó phản ánh một thực tế. Việt Nam có thể giỏi một số mảng công nghệ, thậm chí là một số mảng công nghệ rất lớn, ví dụ như là vũ khí, tên lửa, vệ tinh nhỏ, nhưng lại yếu trong những ngành công nghiệp phụ trợ, những ngành chúng ta gọi là vi cơ khí, tức là cơ khí siêu nhỏ, những cái nhỏ mà khó, ví dụ như là cây kim. Đừng coi thường bởi vì một cây kim thép tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi rất nhiều thứ. Đó là thép chất lượng cao, đủ cứng để không bị gãy, đủ dẻo để không bị cong và lại phải chống rỉ sét. Đó là một đầu mài siêu nhọn, nhọn đến mức chỉ cần sờ nhẹ là đã chích chảy máu móng tay. Đó là lỗ khoan chính xác tuyệt đối. Cái lỗ nhỏ tí xíu ấy thì giúp cho sợi chỉ luồn qua được và không lệch một tí nào. Đó là việc xử lý bề mặt, kim phải trơn, phải mượt để chỉ chạy qua không bị sơ. Đằng sau một cây kim nhỏ bé là cả một dây chuyền công nghệ vi cơ khí cực kỳ phức tạp. Không phải cứ có thép là làm được kim. Và đây chính là điểm khiến nhiều người bất ngờ. Một quốc gia có thể làm ra tên lửa, vệ tinh nhưng chưa chắc đã làm chủ hoàn toàn được cây kim. Thực tế thì Việt Nam đúng là có sản xuất được kim. Một số công ty trong nước đã làm ra những loại kim thêu, kim khâu đơn giản để phục vụ thị trường. Nhưng với những loại kim chất lượng cao, chuẩn công nghiệp thì gần như là chúng ta chưa tự chủ. Ví dụ như là bạn cứ nhìn vào ngành dệt may Việt Nam, một ngành xuất khẩu đứng top đầu thế giới. Hàng triệu công nhân ngồi máy may, nhưng gần như 100% kim may công nghiệp trong nước thì đều nhập từ nước ngoài. Nổi tiếng thì có những hãng của Nhật Bản, từ Đức, của Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc. Ở Việt Nam, đa số kim dùng trong ngành may mặc, đặc biệt là ngành xuất khẩu thì đều phải nhập như thế. Mỗi năm thì ngành dệt may Việt Nam tiêu thụ hàng tỷ cây kim. Chỉ cần một cây kim hỏng cũng có thể làm rách vải, rồi là hỏng cả lô hàng xuất khẩu chứ chẳng đùa. Vậy nên các doanh nghiệp dù có bị đắt một tí thì cũng chấp nhận, chứ chẳng dại gì mà dùng kim trợ để mà hỏng cả lô hàng. Còn một loại kim khác là kim y tế thì sao? Việt Nam có vài công ty sản xuất kim tiêm, nhưng ngay cả ở đây, dây chuyền sản xuất và công nghệ chủ yếu vẫn là nhập khẩu từ nước ngoài. Chúng ta chủ yếu là lắp ráp, vận hành, chứ chưa chế tạo toàn bộ từ thép thô cho đến cây kim hoàn chỉnh. Tức là mới chỉ từ A đến Á, chứ chưa từ A đến Z. Nghe thì hơi ngược đời, người ta có thể chế tạo ô tô, thậm chí chế tạo tên lửa, vậy mà cái cây kim lại làm khó cả một đất nước. Nhưng nguyên nhân nằm ở tính chất đặc thù của sản phẩm. Thứ nhất là cây kim nó giá trị quá nhỏ, một cây kim bán lẻ có khi chỉ vài trăm đồng, làm cả một nhà máy hiện đại mà sản phẩm rẻ thì lợi nhuận có khi lại chẳng bao nhiêu nếu như không tìm được đầu ra phù hợp. Thứ hai, sản xuất kim đòi hỏi công nghệ cơ khí rất chính xác, mài nhọn hàng loạt, khoan lỗ nhỏ hàng loạt mà vẫn đảm bảo không cong, không gãy, cái này cũng không hề dễ. Đây chính là một bài học kinh tế. Một nền sản xuất hiện đại phải mạnh từ những thứ nhỏ nhất. Đức nổi tiếng vì làm ra những cái bu lông, những cái ốc vít hoàn hảo. Nhật Bản mạnh ở công nghệ vi cơ khí, làm được dao cạo, kim, ổ bi chính xác đến mức gần như tuyệt đối. Những cái nhỏ đó làm được thì những cái lớn mới có thể phát triển được, tạo ra cái nền, cái đế cho những ngành công nghệ cao ở phía trên. Ngoài những yếu tố liên quan đến công nghệ thì còn có một thứ rất là rõ ràng, rất là rành mạch, đó chính là bài toán kinh tế. Làm cái gì cũng phải có lãi người ta mới làm. Ở góc độ kinh tế, câu hỏi đặt ra là Việt Nam có thực sự cần phải tự sản xuất kim hay cứ nhập từ nước ngoài cho nhanh và rẻ? Mỗi năm chúng ta tiêu thụ hàng tỷ cây kim, chủ yếu trong ngành dệt may, một ngành mũi nhọn xuất khẩu. Nhưng nếu nhập từ Trung Quốc, Nhật hay Đức thì giá cực rẻ. Chỉ vài đồng đến vài chục đồng một cây, nghĩa là mình đọc trên mạng như thế. Còn những bác nào mà làm trong lĩnh vực này thì các bác có thể cho biết giá của từng cây kim. Nếu Việt Nam tự xây nhà máy, đầu tư dây chuyền vi cơ khí, chi phí đội lên, giá thành cao hơn, lại không cạnh tranh nổi. Nói cách khác, cái kim này biên lợi nhuận thấp đến mức không hấp dẫn doanh nghiệp ở trong nước. Vậy nên nhập khẩu vẫn là lựa chọn hợp lý về kinh tế. Nhưng cái không hợp lý nằm ở chỗ sự phụ thuộc. Khi bạn không làm ra được những thứ nhỏ bé như là kim, ốc vít, bu lông thì nền công nghiệp phụ trợ của bạn vẫn còn là đi chân đất. Chỉ cần nguồn cung từ bên ngoài bị gián đoạn, cả ngành dệt may có thể bị lao đao. Vì thế câu chuyện không phải là cái kim có rẻ hay không mà là ta có chủ động được hay không. Làm chủ được từ những thứ nhỏ nhất thì mới có thể đứng vững trên một nền công nghiệp lớn.
Còn nếu cứ mãi nhập thì Việt Nam có thể sẽ luôn ở lại phía sau, luôn đi sau, luôn phụ thuộc. Đây là lý do vì sao các nước công nghiệp phát triển đều coi trọng công nghệ vi cơ khí, dù sản phẩm có nhỏ bé đến đâu. Nói về cây kim, nếu quay ngược về thời quá khứ, trước khi có máy mài tự động, máy CNC hiện đại, thì kim không phải sản phẩm công nghiệp hàng loạt mà lại là một sản phẩm thủ công. Người thợ ngày xưa thường dùng những thanh thép mỏng hoặc là sắt nung đỏ, sau đó kéo dài, mài nhọn bằng đá mài. Đầu kim được nung rồi khoan lỗ bằng tay hoặc đôi khi dùng kỹ thuật đục. Công đoạn này rất vất vả, tỷ lệ hỏng cao và kim làm ra thường không đồng đều. Kim thời xưa hay bị rỉ, dễ bị cong, thậm chí là có những cái nhọn quá và gãy ngay. Ở châu Âu thời Trung Cổ, nghề làm kim từng được coi là một nghề thủ công có giá trị. Người ta lập cả phường hội thợ kim. Mỗi cây kim làm ra đều được mài, đánh bóng rồi gói lại cẩn thận. Đến khi cách mạng công nghiệp nổ ra, máy móc cơ khí mới thay thế sức người, biến kim trở thành một sản phẩm đại trà giá rẻ. Ở Việt Nam, dân gian cũng có những câu chuyện về việc những người thợ rèn, những người thợ thủ công mài sắt thành kim. Tuy nhiên, kim thép chất lượng cao chỉ thực sự phổ biến khi Pháp đưa máy móc công nghiệp sang Đông Dương. Trước đó, người Việt Nam chủ yếu dùng kim nhập khẩu hoặc kim thủ công thô sơ, không tinh xảo như ngày nay. Vậy thành ngữ còn có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim thì đó là như thế nào? Đây là một hình ảnh ví von dân gian quen thuộc, khuyên người ta phải kiên trì, nhẫn nại thì việc lớn mới thành công. Nhưng nếu đặt dưới góc nhìn thực tế, liệu có thực sự mài được một thanh sắt to thành một cây kim nhỏ hay không? Trước hết, về nguyên tắc vật lý, việc này hoàn toàn có thể. Một thanh sắt nếu được đem mài một cách liên tục thì theo thời gian, nó chắc chắn là sẽ bị mài mòn dần. Điều này là không phải tranh cãi. Nếu ta không ngừng làm, giảm kích thước từng chút một, thì cuối cùng vẫn có thể còn lại một mẩu nhỏ đủ mảnh để làm cây kim. Hiện tượng này cũng giống như đá trong tự nhiên, bị nước, gió mài mòn qua hàng nghìn năm, cuối cùng vỡ vụn thành cát bụi. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, chuyện mài sắt thành kim là có thể. Tuy nhiên về thực tế, việc này gần như bất khả thi. Một thanh sắt nặng hàng chục cân, hoặc là ít nhất cũng vài cân, còn một cây kim thì siêu mỏng, siêu nhẹ. Nếu mài bằng tay, người ta sẽ mất không chỉ hàng năm mà có thể là cả đời vẫn chưa xong. Hơn nữa, sắt là vật liệu rất cứng. Nếu dùng những công cụ thô sơ ngày xưa thì gần như là bất khả thi. Chính vì vậy khi muốn làm kim, con người thường chọn cách rèn hoặc đúc từ thép tinh luyện chứ không mài thủ công từ một khối sắt to tướng. Do đó câu nói có công mài sắt có ngày nên kim không phải để miêu tả một hành động thực tế mà mang tính biểu tượng. Nó muốn nhấn mạnh đến việc là dù công việc có khó đến đâu, nếu ta kiên trì, bền bỉ, từng bước một thì vẫn có thể thành công. Đây cũng là một dạng triết lý quen thuộc trong văn hóa Á Đông, giống như câu nước chảy đá mòn, lặp đi lặp lại một việc nhỏ thì nó sẽ có sức mạnh to lớn. Ở phương Tây, người ta cũng có những câu tương tự. Trở lại với câu chuyện chính, Việt Nam đã sản xuất được cây kim hay chưa? Việt Nam đã sản xuất được nhưng chủ yếu là kim đơn giản, kim quy mô nhỏ. Với những cây kim chất lượng cao thì chưa hoặc chưa hoàn toàn làm chủ công nghệ mà là nhập máy móc về rồi gia công sản xuất. Câu chuyện cây kim là một minh họa rất rõ ràng, cái gì cũng có giá của nó, cái nhỏ chưa chắc đã dễ, cái rẻ chưa chắc đã đơn giản. Và đôi khi chính những thứ tưởng chừng bình dân, nhỏ bé ấy mới phản ánh sự thật phũ phàng về trình độ vi cơ khí của một quốc gia. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.